xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà học ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì qua đêm nay thì mình bước sang năm mới của quý vị. Thì Nhân cũng xin gửi lời chúc cho toàn thể anh chị em, cô bác cũng như trong nước ngoài nước một năm mới thật nhiều sức khỏe, cũng như công việc lúc nào cũng được suôn sẻ. Cái quan trọng là phát tài phát lộc ha quý vị. Đó. Thì tối đêm nay quý vị nhân quay trở lại cái ngôi nhà quán này để mà trả lại cho cái lộc nhân sinh hôm qua con 13 và con 01 quý vị. Thì con 13 và con 01 mình cũng ăn được miền Nam và miền Trung ha. Miền Nam mình ăn được con 13 và 01, miền Trung thì mình ăn được con 13. Rồi thì tài lộc về tâm linh quý vị nhân làm bằng cái tâm, cũng mong sang năm mới tất cả quý vị cũng thương mến nhân và tiếp cho nhân cái động lực bằng cách ai chưa like mọi người cho nhân xin một like quý vị, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. Đó thì đêm nay là đêm giao thừa bước sang năm mới, thì những cái nỗi buồn của những cái năm những cái mà năm tháng vừa qua thì nhân cũng mong tất cả quý vị hãy khép lại rồi mình bước sang cái năm mới, rồi là một trang giấy trắng rồi mình bắt đầu lại được không quý vị. Đó thì nhân cũng mong tất cả quý vị xem kênh của nhân không, cũng như thương mến nhân trong suốt những tháng ngày vừa qua. Đó thì ai cũng có lộc có tài và nói chung là năm mới thật nhiều sức khỏe. Cái quan trọng là sức khỏe nha quý vị, được không quý vị. Đó rồi thì bây giờ không linh ta linh tinh nữa, thì nhân cũng đã chúc rồi và cũng mong ông bà cô bác chiến sĩ trần dòng tối đêm nay tại cái ngôi nhà quan này ban lại cho tất cả quý vị cái lộc cái tài vào ngày mai là ngày mùng 1 Tết của năm Nhâm Dần ha, gất gỡ miền Nam mình, được không quý vị. Ai được cho nhận một like nè. Rồi thì để góp vui cho quý vị cũng như bước sang năm mới thì Nhân cũng xin gửi một ca khúc ha đến tất cả quý vị đang xem kênh của Nhân. Ca khúc được mang tên Mùa Xuân Có Em. Trời ơi, mùa xuân này anh sẽ cưới em, có anh và em sánh đôi cùng về về quê mình đầu năm tới cuối năm, hai đứa mình cùng bên nhau. Không biết Nhân hát cái gì nữa quý vị. Thôi thì Nhân chỉ gấp vui cho quý vị thôi ha. Rồi thì thôi giờ Nhân xin soạn đồ lên ha quý vị. Rồi thì đây không là mất thời gian của tất cả quý vị, Nhân cũng đã soạn đồ lên rồi quý vị. Rồi tất cả quý vị ngày mai tập trung ha, bước sang năm mới tại cái cung ngôi nhà quan này nha quý vị. Thì hai bữa liên tiếp thì mình cũng ăn thông ở đây, số thì về đúng một cặp ha. Đó thì tài lộc hôm nay trên kênh thì ai có lộc có tay thì Nhân mừng cho người đó quý vị. Thì tối nay Nhân trả lễ ha, thì với cái lòng thành kính thì có cái chi thì Nhân cúng cái đó ha quý vị. Do anh chị nào đang xem nè, ai chưa like thì mọi người cho Nhân xin một like quý vị ha. Mấy bà thím cho con biếu nè, trời ơi sang năm mới rồi biếu hoài khổ mấy bà quá mà thiệt chứ. Rồi thì Nhân xin phép làm cái lễ ha quý vị, để thỉnh dâng lên ông bà cô bác ở đây tối đêm nay. Thì bước sang năm mới rồi quý vị ơi, những anh chị nào mà cái năm vừa qua đó mình làm ăn thất bại rồi đó, hoặc là những cái chuyện buồn gì đó, thì thôi mình xin khép lại đi quý vị. Mình bước sang năm mới thì mình bắt đầu lại ha. Cái quan trọng là sức khỏe quý vị ha. Thì theo Nhân biết thì tài tài sản lớn nhất của con người mình chính là sức khỏe quý vị. Mình có sức khỏe thì mình có thể mình làm lại tất cả, được không quý vị. Rồi giờ thì Nhân xin làm cái lễ quý vị. Tất đa nhân trạch thần hoàng muốn cảnh chứ gì dông lên ông bà chiến sĩ trần dông nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chức quan chức ức chức tức tự xứ chân là bước về đây, nay thiện nam tính chủ con đường xã xa xôi quay trở lại cái ngôi nhà quan này để cầu tài cầu lộc cầu sinh, chứ gì dông lên ông bà ban cho con cái lộc cái tài năm cũ bước sang năm mới, năm Nhâm Dần vào ngày mùng 1 tháng giêng ha, năm Nhâm Dần năm 2022 nhâm ngày 1 tháng 1 năm 2022 cuối sinh chứ gì dông linh ông bà chiến sĩ trần dông đây đây bằng phước bằng lộc bằng tài
Nay con thành tâm thành kính đến đây để mà trả lại cái lòng trước đó con đã sinh. Năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, dù con đã gót. Lễ vật dâng lên gồm trái cây tươi, giấy tiền, muối gạo, có cái chi ông bà nhận giùm con cái đó. Cầu xin ban con cái lộc cái tài năm cũ bước sang năm mới, điều lành mang đến, điều dữ mang đi, cầu chi được đó, giúp người giúp đời, vớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Rồi. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, thuốc đã đốt. Kính thỉnh vong linh ông bà, cô bác, chiến sĩ chẳng vong nơi đây ngày mai ban cho con cái lộc cái tài bước sang năm mới của năm Nhâm Dần, ngày mùng 1 Tết tháng Giêng. Thì hiện tại thì Nhân đang ở huyện Châu Thành thuộc tỉnh An Giang quý vị ha. Thì anh chị nào tối đêm nay thì nếu mà có muốn đi hái lộc gì đó có gần chỗ của Nhân ở An Giang thì mình cũng có thể giao lưu quý vị. Anh chị nào ở Châu Thành An Giang ha thì cứ điện thoại qua cái số điện thoại của Nhân nằm ở bên góc màn hình này ha, là 0927654909 ha, thì mình cũng có thể giao lưu quý vị đi lấy lộc đầu năm đó. Thì nếu ai không biết thì Nhân sẽ dẫn đi hái lộc ha đó, tối đêm nay nếu ai rảnh ha, thì bà con cô bác nào gần ở đây thì anh em mình ha cũng có thể giao lưu. Nhân sẽ giao lưu đến anh chị em hiện tại đang gần ở chỗ của Nhân đây, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì anh chị em nào gần ở đây thì có thể điện thoại trực tiếp với Nhân ha. Đó, tối đêm nay Nhân sẽ dẫn đi hái lộc quý vị. Trời ơi. Rồi. Nhân mời tất cả quý vị tập trung tại ngôi nhà quan này ha quý vị. Rồi, thì Nhân thì đã thắp đèn đã sáng, dụ đã gót. Kính thỉnh nương lên ông bà của bác suy chân là bước về đây ban cho con cái lộc cái tài ngày mai là ngày mùng 1 Tết. Ha, năm Nhâm Dần có cái lộc lớn này, chồng sinh lộc lớn, nhỏ cũng sinh lộc nhỏ, con chạy xuống không. Số 1, số 2, số 3, số 3 đứng quý vị. Rồi thì bây giờ Nhân xin chạy tiếp luôn quý vị. Nhân lấy số 3 đứng thì Nhân lấy số 3 lên, ông bà cũng có sự hiện diện ở đây, xong rồi chạy tiếp số 4. Trời ơi, số 4 lấy xuống đứng là liền quý vị. Rồi thì Nhân không chạy tiếp nữa ha quý vị. Thì Nhân xin lắc thêm một cây sâm nữa, cũng như là cây sâm đầu năm ha, để quý vị tham khảo. Thì Zalo Gia Heo hôm nay thì trên kênh của Nhân thì cũng khá là gỡ, miền Nam ăn được một lô, miền Trung thì ăn được 4 lô, thì tổng hai miền Nam Trung thì ăn được 5 lô. Thì Nhân cũng xin chúc mừng anh chị em của bác hôm nay trên Zalo mình cũng gỡ ha. Đó. Thì trên kênh cũng gỡ quý vị, con 13 và con 01. Đó. Do thì ông bà của bác Nhân thỉnh địa phủ xuống. Thỉnh Nhân xuống. Rồi, thì bây giờ Nhân lắp thêm cái sâm đúng cái gì, cũng như cái lọc sâm này là cái lọc đầu năm ha. Đó, lọc đầu năm. Đó, coi thượng thượng hay là trung bình quý vị. Hy vọng là thượng thượng ha quý vị. Đó, thượng đẳng luôn mới giữ quý vị. Rồi, thì bây giờ Nhân xin khắn ha. Tất đã nhân trạch thần vào bụng cảnh, chứ dị vong linh ông bà của bác chiến sĩ chẳng vong nơi đây, bằng phước bằng lộc bằng tài cho thiện nam tính chủ con xin được cái lộc cái tài trên thịa sâm này vào ngày mai là ngày mùng 1 Tết của năm Nhâm Dần, đúng ngày đúng tháng đúng năm con quay trở đây con trả lễ. Rồi thì lộc trên thịa sâm quý vị là con 37 nha. Đó. Rồi thì bây giờ thì Nhân sẽ chúc cho quý vị cái lộc cái tài này trên kênh Nhân Trần Tư Huy, ngày mai quý vị tham khảo ha. Đây.
Rồi, thì đây, tất cả quý vị hãy tập trung cái bộ số này trên kênh Nhân Trần TV trong ngày. Ngày mai thì có miền Nam, miền Trung. Thì Nhân xin hai miền quý vị tập trung nha. Trong ngày 1 tháng 2 năm 2022, cái lọc là còn 34 và còn 37. Thì ai muốn lấy cái tài lộc ba con ba càng cứ ghép cái thứ của Nhân vô quý vị. 334-33-337 lụm đỏ. Rồi, thì Nhân xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và cũng xin chúc toàn thể anh chị em cô bác ngày mai bước sang năm mới ai cũng có lộc có tài, ai cũng nhiều sức khỏe. Rồi, anh chị em nào đang xem video thương mến Nhân thì mỗi người tiếp cho Nhân cái động lực. Ai chưa like thì cho Nhân xin một like. Thì Nhân cũng xin hôm nay xin chúc mừng anh chị em cô bác trên Zalo của Nhân. Hôm nay mình ăn được miền Nam 1 luôn, miền Trung 4 luôn. Trời ơi, đó. Rồi thì anh chị em nào chưa kết bạn Zalo của Nhân thì hãy kết bạn ở bên góc tay trái màn hình điện thoại có cái số điện thoại để quý vị. Đây. Đó. Rồi quý vị ngày mai tập trung ha. Cái lọc này miền Nam. Đó, miền Trung. Rồi. Rồi, ngày mai giật giỡn nha quý vị. Trời ơi, tập trung đừng có lộn số nha quý vị. Rồi thì bây giờ thì Nhân đọc cái chứng nha quý vị ha. Đập kiếm chỗ đập quý vị, để Nhân kiếm chỗ Nhân đập ha. Rồi, thì bây giờ thì video cũng khá là dài rồi, thì Nhân cũng xin chúc toàn thể anh chị em cô bác ngày mai ai cũng có lộc có tài trên kênh Nhân Trần TV. Xin chào và hẹn gặp quý vị